Rồi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình và mình là Hy Nam. Ngày hôm nay mình làm video clip này để đưa đến những bạn mới chơi LOL mùa đầu tiên và những bạn chưa biết về cái vấn đề nhận khung xếp hạng và tích Elo sau khi mùa giải kết thúc. Về cái vấn đề mà nhận khung xếp hạng á, thì sau 24 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2016, ai đạt được rank gì thì mình sẽ được nhận khung đó. Và thời gian nhận khung hàng năm của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc là tháng 1 năm 2017. Và đó cũng là thời gian bắt đầu một cái mùa giải mới. Các bạn đang tự hỏi là trong thời gian nhận khung đến lúc bắt đầu mùa giải mới chúng ta phải làm gì? Mình xin nói với các bạn là mặc dù mùa giải của chúng ta đã kết thúc nhưng khoảng thời gian này cũng quan trọng không kém. Đây là một cái tiền đề để các bạn bắt đầu mùa giải mới một cách tốt nhất. Nói một cách ngắn gọn là khi một bạn kết thúc mùa giải với cái thứ hạng là kim cương 5 thì đầu mùa giải sẽ đánh lại 10 trận đầu. Nếu bạn đấy thắng được 7 trên 10 trận thì sẽ được rank bạch kim 1. Và bạch kim 1 cũng là rank cao nhất khi đánh lại 10 trận đầu. Còn về các bạn mà mùa trước kim cương 5 á, đánh 10 trận đầu tối đa bạch kim 1, và bạn thách đấu mùa trước đánh 10 trận đầu cũng tối đa bạch kim 1, vậy nó không công bằng. Nó khác nhau ở chỗ đó chính là bạn kim cương 5 khi đánh 10 trận đầu tối đa bạch kim 1, lúc đánh tiếp á, từ bạch kim 1 thì khi chiến thắng một trận đấu tối đa sẽ trong khoảng được 25 điểm. Còn bạn thách đấu vì mùa trước người ta rank đã cao cho nên một trận có thể được từ 35 điểm trở lên hoặc là hơn, đó là sự khác biệt. Cho nên là mùa trước bạn nào mà rank càng cao thì lúc bắt đầu mùa giải mới bạn càng dễ lên rank. Nhưng đối thủ của các bạn gặp vẫn là những người cùng elo với bạn ở thời điểm hiện tại. Ví dụ cả hai bạn chiến thắng một trận đều được 35 điểm thì sẽ gặp nhau. Rồi bây giờ chúng ta quay lại vấn đề tích elo. Thì ở trên mình có nói là thời gian tích elo diễn ra từ khi kết thúc mùa giải đến khi bắt đầu mùa giải mới. Mình ví dụ bạn kết thúc mùa giải với rank bạc, nếu bạn cứ để mình rank bạc đến khi bắt đầu mùa giải mới thì bạn đánh 10 trận đầu, nếu bạn win 10 trên 10 thì không thể nào bạn được bạch kim 1. Như từ kim cương 5 trở lên vì rank bạn quá thấp, bạn sẽ chỉ được tương đương hoặc là sấp xỉ với cái rank hiện tại trước khi bắt đầu mùa giải mới. Rồi còn một trường hợp khác là bạn kết thúc mùa giải với rank bạc mà trong thời gian tích elo bạn đánh lên được kim cương 5 thì mọi chuyện sẽ khác. Rank tối đa của bạn sau khi kết thúc 10 trận đầu sẽ là bạch kim 1. Đó chính là sự khác biệt giữa giữ nguyên rank trong thời gian tích elo và cày cuốc lên rank cao trong cùng thời điểm. Mình thấy là cái bạn bạc đó mặc dù là đánh lên kim cương, bạn nghĩ là bây giờ không còn được khung nữa rồi. Và sai, tại vì mùa này không được khung thôi, mùa sau mình sẽ được. Chứ bạn đừng troll. Tại vì bạn troll thì bạn sẽ không có nhiều lợi thế khi mà bắt đầu giải mới. Cho nên bạn phải cân nhắc lại vấn đề đó. Tuy không được khung nhưng mà chúng ta vẫn được elo như thường. Cho nên là sau khi qua ngày 7 tháng 11 2016, tất cả các bạn đừng troll rank mà hãy tiếp tục cái công cuộc cày cuốc để có thể tạo tiền đề cho mùa sau leo rank một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ai chưa lên được rank vàng 5 thì hãy cố gắng, vì chỉ từ vàng 5 trở lên các bạn mới nhận được trang phục Maokai Vinh Quang và mắt Vinh Quang mùa 6 nha. Rồi, nếu thấy video hữu ích thì các bạn hãy like, share cho mọi người cùng biết và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn và xin chào và hẹn gặp lại.